Một hôm, cậu con trai hỏi bố của mình: "Bố ơi, con không hiểu ngày xưa bố và mọi người sống như thế nào khi không có internet, không có máy tính, không có tivi, không có điều hòa, không có điện thoại di động." Người bố trả lời: "Thì cũng giống như thế hệ ngày nay thôi con, sống mà không biết đến nguyện cầu, không có lòng trắc ẩn, không có danh dự, không có sự tôn trọng, không biết xấu hổ, không khiêm tốn và không thích đọc sách." Thế hệ bố và thế hệ trước sinh ra trong khoảng thời gian từ năm 1945 đến 1985 thật là may mắn khi ai cũng không ngại đi học một mình từ sau ngày đầu tiên đến trường. Sau giờ học, ai cũng được chơi đến tận tối mịt. Không ai ôm tivi từ giờ này qua giờ khác, và ai cũng có những người bạn thực sự chứ không phải với những người bạn từ internet. Nếu như khát, bọn bố uống luôn nước máy chứ không phải nước đóng chai. Bọn bố ít bị ốm, dù rằng hay ăn chung uống chung, như bốn đứa cùng uống chung một cốc nước quả. Nếu có ốm thì ông bà chữa bệnh cho bằng các loại thuốc rẻ tiền trong nước sản xuất hay là bằng các bài thuốc dân gian. Bọn bố không bị béo phì dù rằng ngày nào cũng chén căng bánh mì và khoai tây. Bọn bố chơi bằng các đồ chơi tự làm lấy và chia sẻ đồ chơi, sách truyện với nhau. Ngày xưa, các gia đình hầu hết là không giàu có, nhưng các ông bố, bà mẹ đã tặng cho con cái tình yêu của mình, dạy cho con biết trân trọng những giá trị tinh thần chứ không phải là vật chất, dạy cho con biết thế nào là giá trị thực sự của con người, sự trung thực, lòng trung thành, sự tôn trọng và tình yêu lao động. Ngày xưa, bọn bố chưa bao giờ có điện thoại di động, đầu DVD, trò chơi điện tử, PlayStation, máy tính, không biết thế nào là internet, chat. Nhưng bọn bố có những người bạn thực sự là khi thường đến chơi nhà nhau mà chả cần phải có lời mời, đến nhà ai gặp gì ăn nấy. Ký ức của thế hệ ngày đó chỉ là những tấm ảnh đen trắng, nhưng đầy ánh sáng và rực rỡ. Ai cũng trân trọng lật mở cuốn album gia đình với sự thích thú, tôn kính. Trong cuốn album đó luôn lưu giữ chân dung của ông bà, cụ kỵ các con. Thế hệ bố không bao giờ ném sách vào thùng rác mà đứng chồn chân trong hàng để mua sách rồi sau đó đọc chúng suốt ngày đêm. Bọn bố không bao giờ đưa cuộc sống riêng tư của thiên hạ ra để đàm tiếu, cũng như biết giữ bí mật cuộc sống của gia đình mình, không phải như những gì bây giờ đang xảy ra trên Facebook và Instagram. Thế hệ bố có lẽ là thế hệ cuối cùng mà con cái biết nghe lời cha mẹ. Thế hệ bố có lẽ là thế hệ đầu tiên biết lắng nghe con cái. Thế hệ bố là như thế đó, là phiên bản giới hạn. Vậy nên các con hãy biết tận hưởng những ngày bên bố mẹ, hãy biết học hỏi và trân quý trước khi thế hệ này biến mất nhé con.